Cho xin một like đi các dân chơi à. Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Trên tay điếu thuốc anh em gọi lạy bạn phổi đi rồi, lát nữa phổi về vẻ lòng gan phèo các kiểu con là điều nhé. What? Mà quên mất. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại trên channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với lại là một video nữa về reaction TikTok Free Fire. Thì hôm nay chúng ta sẽ reaction tiếp video của bạn Cineo TV. À từ từ đã, xem là phải like cái đã, video này mới ra nên tôi xem luôn mấy ông ạ. Anh hùng cứu mỹ nhân phiên siêu hài hước. À ý là anh hùng cứu mỹ nhân phiên bản siêu hài hước chứ gì. Vâng, thiếu mất chữ bản là bạn ạ. Chắc giờ đi Nhật Bản nhiều quá nên bị lú rồi. Gọi Nhật nhiều quen rồi, kiểu rắc. Chắc ta chắc xem mấy bộ phim kiểu Nhật Bản hai người đóng ấy. Xong cái cứ Nhật Bản nó bị nhiễm, có khi mất mất chữ bản rồi. Vâng, khổ thân lắm. Bây giờ viết tiếng Việt không thành chữ được nữa cơ, khổ thật đấy. Cái hậu quả của việc xem sách nhiều ấy, tôi hiểu mà. Tôi cũng là một người xem sách nhiều nên là tôi hiểu cảm giác đấy. Vãi cả. Tôi bỏ qua đi, sao tôi lại mò mất cái tờ giấy nhỉ? Ok được rồi, chúng ta cùng vào đăng reaction nha. À, trước khi vào video này các bạn thấy thích đừng quên để lại cho xin một like và đăng ký, và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ cái thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất à. Anh không có skin AK hả anh, nghèo vậy anh ơi. Ừ, đúng rồi, anh làm gì có skin AK đâu. Nhưng mà anh có skin AK này. Ok, nó ghép cái hành động luôn mấy. Cái này vào trong sảnh xem. À, vào trong phần nâng cấp súng xem được mà. À, với cả có nhiều bạn chê bảo là tóc mình trông ngu thế. Mình mới cắt tóc mà. Có nhiều bạn để ý và bảo là anh Hùng ơi, anh Hùng có tóc mới à. Thì khổ, có con trai ấy thì để lâu tóc nó rậm thì mình đi cắt tóc. Cắt tóc xong trông nó hơi ngu một tí, cả thông cảm nhá. Ok. Ủa, ai vậy? Đừng hỏi nhiều, chào lại. Với cả đừng hỏi nhiều, chào lại. Cũng xúc thế. Anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay em rất thất. Không, anh chả biết điều gì cả, tự dưng em bảo điều đấy chắc anh cũng biết, anh biết thì đéo được. Không phải vì anh một thằng diễn hồ. Không, anh phải giang hồ nữa đâu. Vì anh đã lừa dối em. Anh lừa em bao giờ? Anh biết con gái sợ nhất là điều gì không? Biết thì đéo được. Thôi ông im mẹ ám mồm đi. Sợ nhất là mình bị lừa dối. Ờ thế à? Sợ nhất là mình biết một thứ không phải là sự thật. Ôi dồi ôi, em chưa xem Conan rồi em ạ, sự thật chỉ có một thôi em nhá. What the hell? Nhưng mà nhất phải tin được nó. Ôi em tin làm đéo gì, không thấy, thấy nó không phải sự thật thì đừng có tin. Sợ nhất là mình tin nhiều một người. Ôi trời ơi, đã bảo là đừng có tin rồi, lại còn tin vào một thằng nào đấy nữa. Em sợ phía sau lưng họ. Ôi trời em ơi, thằng nào chẳng có sự bí mật phía sau lưng họ chứ, kiểu anh em có bí mật là chim anh dài mét 2 như anh giấu cả thế giới này. Nhưng mà cả thế giới biết thôi em ạ. Chuyện đấy sợ nhất thì là người mình yêu thương nhất, mình tin tưởng nhất, chỉ là người cho mình nhiều hy vọng nhất. Ê, khi nào này mấy ông nhá, sao tôi tự dưng kiểu cái video vừa rồi là video sâu lắng, xong kiểu bị trầm cảm, tôi kiểu tâm tư tình cảm vậy rồi, xong rồi kiểu em đã thất tình ấy, mà sao tôi lại cứ thấy buồn cười nhỉ? Hay là tại vì là tôi đã sai sạn rồi, tôi thích cái việc nhìn bọn nó bị thất tình nhỉ? Ờ, chắc tại dân FA nó cảm giác thế các bạn ạ. Các bạn có thấy cảm giác mấy đứa kiểu cặp đôi chia tay, các bạn thấy vui không? Vui chứ. Quá chuẩn luôn. Tại sao tụi mình không giàu được vậy? Năm điều sau đây là chúng ta không thể giàu được. Điều thứ nhất là tại nghèo. Đúng kiểu là giàu không mua được sự nghèo khó kiểu vậy. Tôi mời bé vô rồi, bà có gì bà nói với tôi nha. Ok. Hai anh quay, chào chị hai, xin giới thiệu đây người yêu mới của em. À đừ nhất nát. Tôi đã thương em lâu rồi, sao em chẳng nhận ra. Tôi đã thương em như là ia bằng tình ca. Mà em cứ mãi vô tình, dù tôi có đâu vô hình. Tại em đã thương ai rồi hay vì điều chi. Tôi đã yêu em lâu rồi nên đêm ngày ngẩn ngơ. Đâu, câu này phải là tôi đã yêu em lâu rồi nên đêm ngày quay tay kiểu vậy chứ. Ngay khi nằm ngủ
mơ. Không, tôi lỡ quay tay ca ngày ngay khi nàng ngủ mơ kiểu vậy. Thích một người cảm giác như thế nào? Trên người cô ấy có wifi. Yêu đơn phương cảm giác như thế nào? Là không biết mật khẩu wifi. Thì sao? Cái tình là một ngày đang xài wifi bình thường, bỗng nhiên đổi phát. Đổi phát, đổi phát. Cảm giác như thế nào? Ngoại tình á? Wifi lúc mạnh lúc yếu. Đã, wifi bị người ta xài ké. Wifi của mày là ai? Xin lỗi nha, ta xài 3G. Ừ đúng, nhưng mình xài 4G bạn ạ. Đúng rồi, yêu đương làm cái gì xài 3G, 4G cho khỏe. Chú ơi. Gì? Có gì buổi tối đứng ở hồ Tây với người ta ấy? Bác thầy trưởng, chị bị rảnh à? Tôi đứng hồ Tây, tôi vào mẹ nhà nghỉ cho lạnh. Ở hồ Tây có nhiều nhà nghỉ lắm. Cái gì cơ? Dễ thương vậy. Cướp đây. Bác thầy. Súng nước, quả súng nước này ở chỗ tôi bắn 15.000 một cái. Với ông ạ, không biết chỗ các bạn bán bao nhiêu nghìn. Ngày xưa tuổi thơ của mình cứ 15.000 một cái. Về xong rồi tháo cái bình ở bằng sau ra, đổ nước vào xong đi xịt. Tăng xe vô đây. Bây giờ có tiền cướp tiền, có sắt tập cướp sắt. Tao nhìn là tao biết anh bò rồi. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh. Ôi vai. Mẹ lời tôi bà bà. Thì clip hôm trước là quá kỹ năng bà bà, nhìn đến nhân vật nữ về tăng 20% tốc chạy ạ. Bà gấp đôi Joseph rồi, không phải gấp 10 lần Joseph các bạn ạ. Trong phạm vi tầm nhìn đấy các bạn, cứ nhìn đến lịch là chạy được. Ôi mẹ. Thôi, hôm nay tôi sẽ biết là nhân vật nữ. Rồi. Mày sửa giáp à. Nhân vật bác gấu đỉnh đó. Ở cái đầu xanh. Thầy bị thì bạn nói bố là ê đừng có tăng cái giáp cho mình, cái tăng giáp mới đi thì nó nhanh hơn không? Bấm như con điên hả? À? Con thấy đẹp à bố? Tha cái nó đi. Được chưa bố? Lột áo ra. Được chưa bố? Tha luôn thôi. Đẹp chưa bố? Lâu dài không liên quan. Fashion chưa bố? Làm lại tóc coi. Dán mắt kiến vô. Đẹp chưa bố? À mấy viên có chớp chứ nhỉ? Đẹp rồi đó. Đi chơi bồ đi. Bố già Trấn Thành. Mẹ tôi đang muốn đi xem cái phim bố già phải không ạ? Chúng mày dám to gan bắt người yêu tao. Chúng mày biết tao là ai không? Là tên nào vào Ngọc Diễm đúng không? Mày phá chen phải không? Tao thích, tao bắt người yêu mày đấy rồi sao? Chúng mày gan to nhỉ? Biết tao là NTN rồi vẫn dám bắt người yêu tao á? Cho chúng mày 3 giây để thả người yêu tao ra. Không là tao cho chúng mày lên bàn thờ ngắm gà bản thân đấy. Việc gì tao phải nghe theo mày thả con nhỏ này ra? Mấy thằng xứng nhựa này ngoan cố nhỉ? Đừng để tao lóng. Hơi mệt. Years later. Ôi trời ơi, anh NTN ơi, chúng nó đông quá. Anh em mình có phúc cùng hưởng, có gã hai đứa mày chịu, anh chạy trước đây. Ơ, thế là bỏ cả người yêu à? Phải lãng mạn ta bê cầm tay người yêu chạy chứ, kiểu nắm tay nhau chạy tung tăng tung tăng. Tôi này rất là cute. Các bạn ơi, mình vừa xem video gần đây nhất ấy, cái video vừa rồi ấy, của bạn Gin Cute K04 ấy. Tự dưng mình có cảm giác mình đang bị nghi ngờ giới tính của bản thân mình. Không hiểu sao mình tự dưng mình thấy không yêu con gái nữa mà mình yêu bạn đấy rồi. Yêu you. Bạn này Cute đấy. Ui, con trai mà dễ thương á. Trời ơi. What the hell? Nghe lại cái nào. Con trai mà dễ thương thế trời. Con trai gì dễ thương? Tuy tôi không được đẹp trai như bao người khác, nhưng đổi lại, tôi lại
rất là cute. Trời ơi, nó ngoáy mông kìa. Dã cẩu. Cute ấy. Trời ơi, cute ghê luôn á. Những ngày khó khăn mang yêu thương chỉ. Tình con trai ba tít đâu quanh. Cái quả thiệu. Má, nó mông đi. Không phải các bạn ơi, cái này là đồng tác nắn bi. Nắn bi thần trường. Nắn bi đại pháp. Ui, mẹ khớp động tác vậy. Lừa đồng đội này, đồng đội này, số 2 dẫn về. Ba chơi trò mất dây. Ôi, hành động của Attack on Titan. Vai. Các bạn có phát hiện ra một hiện thực kỳ lạ không? Mèo thích ăn cá, nhưng mà mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng mà cá lại không thể lên bờ. Ông trời cho bạn thích anh ấy, nhưng lại không để cho anh ấy thuộc về bạn. Vì vậy, con người chúng ta không thể cứ chạy máu là than đau. Nhớ thì nhắn tin, sợ bóng tối thì bật điện lên. Cùng lắm thì chúng ta là người có câu chuyện, nhưng cuộc sống thì lại giống như bồ công anh. Nhìn thì tự do đấy, nhưng mà không làm chủ được mình. Chết lý vậy. Ôi giời ơi. Bạn ơi, bạn hại 19 đứa đang xem nhức đầu. Và trong đấy bạn hạ thêm một đứa nữa là đứa thứ 20 là tôi. Và hàng nghìn, hàng trăm nghìn các bạn đang xem clip nữa đấy bạn ạ. Chơi trò mất chạy. Bạn kiểm điểm. Cái là màn đi. Tôi có thư mời. Tôi có chữ ký của cô. Vô. Thư mời phụ huynh. Bạn kiểm điểm. Thư mời phụ huynh. Thấy cái video à? Vô. Bạn kiểm điểm thư mời phụ huynh. Free Fire. Next top. Tưởng là sẽ hay cái video. Tôi thích cái biểu cảm của bạn. Một sự bình tĩnh, điềm đạm của một người. Đúng rồi. Anh thích em. Đấy. Với tổng thể bức hình này tôi rất là thích. Tất cả mọi thứ rất hài hòa và có sự liên kết với nhau. Không có thể tìm được cái điểm nào nó chê được cả. Khuôn mặt của em là gần với thời trang cao cấp. Cái khuôn mặt mà không phải là thất thần, nó vẫn là có hồn ở đó. Vãi mèo chơi Free Fire luôn. Có thằng bên trái kìa. Ok, cái thằng ở góc bên trái kia nó nhìn thấy cái cảnh dịch chuyển đấy không trời. Mẹ nó tưởng đây là một vụ mất tích bí ẩn à. Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Ok được rồi, chắc có lẽ video session của mình sẽ dừng lại đây thôi. Nếu như các bạn thích các video của mình, đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.